Đó. Cái này thì mình thấy rất nhiều bác đó là thắc mắc những cái vấn đề trong vấn đề này, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bác về cái thành phần và tác dụng của các loại thức ăn sử dụng trong trong chăn nuôi châu bò, và những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà các bác thường xuyên hỏi đó thì mình cũng ghi vào đây và mình sẽ trả lời luôn cho bác nha các bác. Đó. Thì đầu tiên đó là mình muốn chia sẻ với các bác về bã bia. Bã bia là gì? Thì chia sẻ bác là bã bia, hay là còn đừng người ta còn gọi là bã hèm bia đó, là cái sản phẩm được tách ra trong quy trình sản xuất bia. Phần nước được sử dụng làm bia, còn đó là phần bã bia tươi hay là chứa còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng, giả sử như là các chất men và cái nhiều xác vi sinh vật. Thực sự là cái bã bia nó rất nhiều xác vi sinh vật. Và chia sẻ bác là thành phần xơ trong bã bia hèm bia rất dễ tiêu nên có tác dụng kích thích vi sinh vật phân giải chất xơ trong da cỏ phát triển. Đó, cái này là mình cũng nói nhiều rồi, bởi vì nó chứa rất nhiều các loại vi sinh vật phân giải chất xơ trong da cỏ của nó, thì nó giúp trong giúp cái quá trình đó là phân giải chất xơ trong cái da cỏ nó sẽ rút ngắn và con bò nó sẽ hấp thu và tiêu hóa tốt hơn rất là nhiều. Đó. Vì thế thì nó có thể là dùng để bổ sung cho khẩu phần là cơ sở là rơm dạ cho kết quả rất tốt, tức là khi mình bổ sung cho con trâu con bò, tức là nó tiêu hóa chất xơ đó, thì nó thực sự là cái bã bia nó có tác dụng rất là tốt, chia sẻ bác vậy. Thứ ba là ngoài ra thì bã bia còn có chứa các sản phẩm lên men và chứa rất nhiều các hàm lượng vitamin vitamin nhóm B đó, thì có tác dụng là kích thích tính ngon miệng và kích thích tiết sữa rất là tốt. Đó. Đây là những cái thực sự chia sẻ với bác là ba cái công à hai cái công dụng nó rất là tốt. Thứ nhất, mình cũng phân tích lại, nó chứa rất nhiều các loại vi sinh vật tiêu hóa chất xơ trong dạ cỏ của nó. Và thứ hai á là nó sẽ có tác dụng, đó là nó chứa rất nhiều các sản phẩm lên men và chứa rất nhiều các loại vitamin, nhất là vitamin nhóm B đó. Thì nó sẽ giúp con bò tiêu hóa tốt hơn và giúp cho nó là kích thích tính ngon miệng và kích thích tính thèm ăn trên con trâu con bò. Đấy, chia sẻ bác là ba bia thì nó có những cái đặc điểm và thành phần như vậy. Thì cái thành phần cơ bản của bã bia thì protein thô nó rơi tầm khoảng từ 25 đến khoảng rơi tầm khoảng 32% đó các bác. Và độ béo là rơi tầm 4%, xơ thô là 8% và độ ẩm nó trung bình rơi tầm khoảng 75%. Đó. Thì có nhiều cái câu hỏi như thế này. Các bác thường hay thắc mắc. Thứ nhất là bã bia cho ăn được bao nhiêu là đủ? Cho ăn bao nhiêu là đủ á? Cái này thực sự là rất nhiều bác cũng hỏi mình cái câu hỏi này. Thì theo mình á, vừa đọc vừa nghiên cứu thì chia sẻ với bác là nó chỉ cho ăn từ 10 đến 15 kg bã bia tươi thôi, một ngày là vừa đủ thôi các bác, chứ mình cũng đừng cho ăn quá. Thứ hai là bao nhiêu kg bã bia tươi thì bằng 1 kg thức ăn tinh. Cái này rất nhiều bác hỏi mình này, bảo là anh ơi không biết, là không biết bao nhiêu cái kg bã bia tươi thì bằng 1 kg thức ăn tinh. Thì chia sẻ với bác là cứ 4,5 kg bã bia tươi thì sẽ bằng 1 kg thức ăn tinh, thì bác nhân lên thôi. Giả sử nha, cho ăn khoảng 10 cân chẳng hạn thì nó rơi tầm khoảng hơn 2, tương đương với khoảng hơn 2 cân thức ăn tinh. Đó. Và vì sao không cho ăn quá 15 kg trên con trên ngày? Thì khi mình cho ăn quá 15 cân bã bia trên con trên ngày á, thì nó sẽ làm giảm việc tiêu hóa chất xơ trong dạ cỏ của nó và giảm cái sản lượng sữa lên trộn. Chúng ta chỉ lên trộn thêm thức ăn tinh và cho ăn làm nhiều bữa trên ngày đối với lại cái bã bia này thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, chia sẻ bác vậy. Tiếp theo là thời gian bảo quản bã bia là bao nhiêu lâu? Thì chia sẻ bác là đối với bã bia á, thì mình vẫn khuyến cáo là từ 20 ngày đến 1 tháng nếu bảo quản tốt. Nếu mùa rét thì các bác có thể là bảo quản được 1 tháng, hơn 1 tháng là chuyện bình thường. Tuy nhiên là theo mình khuyến cáo á, thì các bác chỉ nên sử dụng bã bia trong vòng từ 7 đến 15 ngày thôi, thì sẽ giúp châu bò tiêu hóa tốt hơn, tránh cái hiện tượng đó là lên men mà gây tiêu chảy trên châu bò. Đó, đây đây là cái lời khuyên của mình và cũng là câu trả lời của mình đối với lại
bá bia đó các bác. Tiếp theo là cái câu hỏi này lại rất nhiều người, rất nhiều các bác đã hỏi này, có nên dùng bá bia bá rượu, à dùng bá rượu sử dụng cho bò ăn hay không. Cái này đúng thật là có rất nhiều người hỏi đúng không ạ? Thực sự là bá rượu nếu mà cho con lợn ăn cũng được, nhưng mà nếu mà giả sử các bác cho trâu bò ăn thì nó không được đâu các bác. Thực sự đó. Bởi vì độ pH của bá rượu nó là từ 3 đến 3,36. Nếu mà các bác để tựa cho ăn quá nhiều cái bã rượu này á thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là cái vi khuẩn phân giải chất xơ trong dạ cỏ của nó sẽ ức chế phát triển và nó sẽ kém phát triển, thì lúc đó sẽ làm cho cái vấn đề đó là nó bị trướng bụng đầy hơi. Và chia sẻ bác ạ là hôm nay là mình có nhận được một cái cuộc điện thoại của một trại. Tôi sợ là bạn bảo là không hiểu sao con bò nó không nhai lại và nó có hiện tượng đó là nó bị trướng hơi và nó kiểu là rất là yếu các bạn. Thì mình hỏi ra là mình mới biết được nhà này nấu rượu và cho ăn quá nhiều rượu, quá nhiều cái bã rượu đó. Thì chia sẻ bác là nếu mà các bác sử dụng bã rượu á, nó rất nhiều cái axit, và nếu mà giả sử như là cái axit của nó sẽ tác động vào trong khi mình con bò ăn vào á thì nó vào cái hệ đó là cái dạ cỏ của nó, thì nó làm cho đây này như này mình phân tích này, nếu pH nhỏ, nếu pH thấp nhỏ hơn 6 á thì vi khuẩn phân giải chất xơ hoạt động kém dẫn đến giảm tỷ lệ tiêu hóa chất xơ của khẩu phần. Như mình phân tích ở trên á, vì sao là mình không cho ăn quá 15 kg bã bia trên một ngày, đấy là cái tức là nó có cơ sở lý thuyết hết á. Nếu mà các bác cho ăn có nhiều quá thì nó gây ra cái hiện tượng đó là pH của nó giảm, là nó làm chết cái vi sinh vật tiêu hóa chất xơ trong dạ cỏ của nó. Và nếu mà pH dạ cỏ lại tiếp tục giảm xuống 5 ấy thì vi khuẩn nhỏ hơn 5 ấy là vi khuẩn phân giải chất xơ và protozoa sẽ bị chết và nhu động dạ cỏ rất yếu, dạ cỏ sẽ bị viêm. Đó, thì mình cũng có một cái khuyến cáo riêng cho các bác, đó là hạn chế cho trâu bò ăn bã rượu. Đó, đây là một cái thực sự là mình thấy là mình đi gặp rất nhiều và rất nhiều các bác hỏi, và mình cũng đọc tài liệu và nghiên cứu rất là nhiều, mình thấy đó là chia sẻ với bác là nếu mà các bác sử dụng bã rượu cho con trâu bò ăn rất dễ hay xảy ra những cái vấn đề trên trâu bò. Chia sẻ bác là bã bia thì nếu mùa hè thì các bác mua từ 600 đồng đến 1.000 đồng một cân tùy vào từng nơi. Còn đối với mùa mà nó hiếm bã bia, giả sử dịch dã như này là họ không sản xuất bia chẳng hạn, hoặc sản xuất ít chẳng hạn, hoặc mùa đông ấy, thì chắc các bác phải mua rơi tầm khoảng từ 1.100 đến 1.500 một cân bã bia. Đó, thì đây là cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bác, đó là bã bia sử dụng bã bia trong chăn nuôi trâu bò. Tiếp theo á, đó là mình muốn chia sẻ với bác đó là cái bã đậu nành. Bã đậu nành thì nó như thế nào? Và có nhiều bác cũng hỏi đó là sử dụng thay bã đậu nành có thay được cái bã bia hay không. Thì hôm nay đó là mình sẽ trả lời luôn cái câu hỏi này, và những cái lần sau mình sẽ không trả lời những câu hỏi đó nữa nha các bác. Thì bã đậu lành nhá, tức là cái đậu tương và đỗ tương là thành phần không hòa tan của hạt đậu lành với nước trong quá trình sản xuất và chế biến sữa đậu lành hoặc đậu hũ, tức là cái đậu để mình ăn đó các bác. Thì nó có màu trắng hoặc vàng nhạt và cái bột này, tức là cái bã đậu này rất là mịn các bạn. Thì trong bã đậu có chứa rất nhiều dinh dưỡng như là chất béo từ 8 đến 15%, chất xơ là từ 12 đến 14,5%, chất đạm là 24% và 17% đạm đậu lành. Ngoài ra thì đối với bã đậu lành nó còn chứa rất nhiều các hàm lượng đó là các loại khoáng nữa, giả sử canxi, sắt, magie các thứ ở trong đó rất là nhiều, kẽm. Và trong bã đậu lành nhá thì có độ ẩm và hàm lượng dinh dưỡng rất cao nên nhanh bị hư hỏng. Các bác cứ để ý là nếu mà giả sử như là cho con trâu con bò ăn không ăn quá 3 ngày á, là bắt đầu là có thể là gây ra hiện tượng đó là ôi thiêu rồi. Đó. Mà nhất là giả sử như là mùa ở Việt Nam này nữa. Ở Việt Nam thì chia sẻ bác là khí hậu nó rất là nóng và
nó đối với những cái dòng mà giả sử như bã đậu này rất dễ lên men và nó sẽ làm cho nó hỏng rất là nhanh, chia sẻ bác vậy. Và bã đậu lành thì có thay thế được bã bia hay không thì mình sẽ chia sẻ với bác, trả lời cho bác cái câu hỏi này luôn. Thì cả hai loại, tức là bã bia và bã đậu lành ấy, là cả hai loại này đều là thức ăn bổ sung cho con trâu con bò. Thì bã đậu lành nhá thì chỉ có chất dinh dưỡng và không có men, còn bã bia thì vừa có chất dinh dưỡng và vừa có men. Nó khác đối với bã đậu lành là nó không có men, nhưng mà đối với bã bia này nó lại có men. Và men trong bã bia sẽ giúp trâu bò tiêu hóa và hấp thu tốt hơn, sử dụng bã bia sẽ tốt hơn bã đậu lành. Đây là cái câu trả lời của mình. Và đối với bã đậu lành ấy, thì tỷ lệ nước rất là cao, chất dinh dưỡng cao nên khó bảo quản, vì vậy chỉ cho ăn từ 3 ngày đổ lại thôi. Mà nếu mà các bác sử dụng quá 3 ngày á, thì rất dễ cái bã đậu lành nó lên men và gây hỏng bã đậu lành và làm cho trâu bò ăn bị tiêu chảy. Và cái trường hợp này mình gặp rất nhiều ở các trại đang sử dụng cái bã đậu lành, mà nếu mà các bác không ủ chua mà các bác chỉ có đó là mang về cho ăn ngay, mà nếu mà bác nào để khoảng 3 4 ngày chia sẻ bác là 4 5 ngày là nó lên men được, con trâu con bò ăn có thể bị tiêu chảy đó các bác. Đây. Đó thì trên đây mình cũng vừa chia sẻ với các bác đó là cái bã đậu cộng với bã bia rồi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bác về cái thức ăn ủ chua cho trâu bò nữa. À, cái bã đậu nành này thì chia sẻ với bác là nó cũng rơi tầm khoảng từ 5 đến 700 đồng một cân nếu mà thời điểm ấy, còn nếu mà giả sử như mùa đông có thứ thì có thể là nó rơi tầm khoảng, mình cũng không không để ý, nhưng bây giờ hiện tại nó chỉ cũng chỉ nó rất là rẻ thôi các bác, cái giá thành của nó rất là rẻ thôi. Nếu mà giả sử như bác nào mà nuôi nhiều thì các bác có thể là mua một vài tấn cho ăn rơi tầm khoảng 3 ngày đổ lại thì ok, nhưng mà nếu mà nhà bác nào ít thì các bác phải ủ ủ chua để lại rơi tầm khoảng dăm bữa nửa tháng hoặc là 20 ngày, một thậm chí một tháng nếu các bác ủ chua đều được các bác. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái thức ăn ủ chua cho trâu bò. Cái này thì các bác có mình sẽ chia sẻ về cái tầm quan trọng của thức ăn ủ chua, cộng thêm đó là mình sẽ chia sẻ với các bác về cách cách ủ chua như nào. Thì chia sẻ với bác là vừa rồi mình cũng đi qua rất rất nhiều trại, thực sự mình đi qua rất nhiều trại và mình có hướng dẫn cách ủ chua cho từ những trại rơi tầm 10 con, mình cũng hướng dẫn từ những trại 200 300 con, 500 con thì mình cũng hướng dẫn cái cách ủ chua này. Đó. Và đây là những cái mà bao ủ chua họ cho ăn đây các bác. Thực sự ủ chua này nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ thôi các bác. Thì ý ủ chua và những cái ưu điểm của nó là thức ăn ủ chua là phương pháp sinh học qua quá trình phân giải đường, dễ tan và có sẵn trong nguyên liệu thức ăn. Thì nhờ hệ vi sinh vật sẵn ở trong tự nhiên hoặc là mình bổ sung vào, như vừa rồi đó tôi cũng có cung cấp một số cái loại men đó, là mình bổ sung cái men đó vào đó, ở những cái vi sinh vật ở đó. Thì thành khi mình phân giải ra, khi mình ủ thì sẽ phân giải thành axit hữu cơ có trong điều kiện yếm khí, và hàm lượng axit hữu cơ tăng chủ yếu là axit lactic do quá trình sinh trưởng phát triển của vi sinh vật làm cho môi trường pH giảm, gây ức chế các vi khuẩn gây thối đó. Và thành phần chủ yếu nguyên liệu được bảo quản gần như nguyên thành phần dinh dưỡng, thậm chí là cao hơn rất nhiều, và cải thiện chất lượng dinh dưỡng do hoạt động của vi sinh vật sản sinh ra. Và đối với lại cái cỏ này sẽ không có độc tố, nếu mà các bác làm tốt thì sẽ không có độc tố, và mùi vị rất là thơm ngon, hấp dẫn gia súc, và giá thành chế biến thấp, dễ áp dụng với mọi quy trình chăn nuôi và thời gian bảo quản dài. Đó. Và gia súc thức ăn đã được ủ sẽ rút ngắn quá trình lên men ở rạ cỏ. Cái này chia sẻ bác là nó sẽ có tác dụng đó là nó giúp tiêu hóa chất xơ trong rạ cỏ rất là nhanh và hạn chế cái hoạt động của vi sinh vật rạ cỏ, làm giảm quá trình sinh ra khí metan, những cái vi sinh vật yếm khí đó các bác, những cái vi sinh vật mà nó gây hại đó thì nó sẽ làm giảm cái quá trình sản sinh ra khí metan này, thì nó tránh cái hiện tượng đó là trướng bụng đầy hơi này nọ các thứ của bác. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ về cái kỹ thuật ủ chua bằng men Mỹ. Thì cái này thì nếu mà bác nào mà đã ủ cái cỏ của mình rồi á, cái công thức của mình rồi á, thì chia sẻ với bác là
Nó cũng rất là đơn giản thôi các bác. Giả sử như là chuẩn bị ủ cho 1 tấn cỏ đối với là men Mỹ ạ, thì các bác sử dụng cho mình đó là cái men ủ chua của Mỹ này thì cần 500 g, cám gạo, cám ngô thì khoảng 500 g, cỏ và cây ngô đã băm nhỏ, bao bố ủ hoặc là phi nhựa hoặc là bể ủ, và muối từ 300 đến 500 g. Tiếp theo là cái kỹ thuật ủ chua bằng men Mỹ thì cách cách làm như thế nào, thì phải chuẩn bị đầy đủ cỏ để ủ và cho một bể hoặc cho một bao bố. Tôi thấy là nhiều bác là chuẩn bị nó không đủ á, thì thực sự chia sẻ bác một mình phải định lượng được đó là cái bao bố đó là ủ được bao nhiêu, thì các bác phải cắt về và đủ cho mình cái số lượng mà cái cỏ đó. Và sau đó là cỏ đã sau khi mình mang về đến nhà là mình phải băm nhỏ ra, băm nhỏ sau đó là rắc trộn đều từ 300 đến 500 g muối với những cỏ đã được băm này của bác này, và trộn 500 g men Mỹ cộng với lại 500 g cám gạo, sau đó các bác là trộn đều với nhau. Thì cứ một lớp dưới cùng á, một lớp dưới cùng thì các bác cho khoảng lớp rơm khoảng từ 3 đến 5 cm nén chặt cho mình, và sau đó tiến hành đổ cỏ vào nén chặt, và khi cỏ được 30 đến 35 cm ấy, thì tương đương 100 g gram kg cỏ á, thì chúng ta sẽ tiến hành đó là rắc 100 g men đã trộn với cám gạo và rắc đều lên bề mặt cỏ, và sau đó chúng ta lại tiếp tục nén chặt với những lớp cỏ nữa, và cứ tiếp tục cho cỏ vào bao bố, và cứ 30 cm thì các bác lại tiến hành lại rắc 100 g men lên bề mặt, và cứ làm như vậy cho đến khi bao bố hoặc là bể đã đầy. Và lớp trên cùng sau khi rắc men á thì các bác lèn chặt, và chúng ta lại tiến hành cho một lớp rơm lên trên cùng, sau đó buộc chặt túi bóng và miệng bao bố. Và sau khoảng đối với ủ men Mỹ này á thì chia sẻ bác là sau khoảng 45 ngày chia sẻ bác là sẽ sử dụng được. Còn cái chú ý khi ủ chua cỏ á, đối với cỏ là các bác khi cắt về á, là cỏ không được ướt, nắm lúc là nó bị ướt xương này hoặc là vừa mưa xuống là các bác tuyệt đối là không cắt về để ủ nha. Ủ thì nó sẽ gây ra hiện tượng thối là chuyện bình thường đó. Và khi ủ là phải ủ trong ngày, không được ủ quá nhiều ngày. Bởi vì là men này nó lên lên men rất là nhanh. Nếu các bác ủ ngày hôm nay xong bắt đầu các bác mai lại hôm nay là không đủ cỏ, mai các bác lại cắt cỏ về xong các bác lại ủ tiếp thì sẽ gây ra hiện tượng thối rất là nhiều. Và phải đảm bảo bao bố bể thùng phi đựng phải kín, không được không có không khí được vào vào được cái bao bố khi ủ đó các bác. Và sau khi ủ trong xong á thì các bác phải lèn chặt bằng vật nặng lên trên bề mặt bao bố hoặc là bể ủ sau khi ủ cỏ. Đây là cái phương pháp ủ bằng men Mỹ. Còn một cái loại men nữa đó là men DNA. Thì cái men này á thì các bác cũng chuẩn bị như này. Thứ nhất là men ủ chua khoảng 200 g, cỏ đã băm nhỏ, bao bố ủ hoặc phi nhựa này, đường ăn này từ 300 đến 500 g, thì cái này nó bổ sung thêm đường nữa các bác, và muối là 300 g. Đó thì cái cách làm thì nó rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên thì các bác băm nhỏ cỏ, sau đó là rắc muối lên trên 300 đến 400 g muối lên trên đã được băm, cỏ đã được băm đó. Và các bác dùng 10 lít nước pha với từ 300 đến 500 g đường cộng với lại 200 g men ủ. Các bác có thể thay đường bằng cái gì mật cũng được. Thì lớp dưới thì các bác vẫn cho một lớp rơm từ khoảng 5 cm. Thì lớp rơm này sẽ có tác dụng hút ẩm sau khi đó là mình ủ đó, thì có thể là nó đổ mồ hôi rồi nước, có thể là có nước ở đấy, thì cái rơm này nó có thể có tác dụng đó là hút ẩm, nó sẽ rất là tốt. Và sau đó là chúng ta tiến hành đổ cỏ vào nền chặt, cứ được khoảng 15 đến 20 cm cỏ ấy, thì chúng ta lại lấy bình cho nước đã pha vào đường và men á thì xịt và phun đều lên bề mặt. Và sau khi đã phun thì tiếp tục cho cỏ vào và lèn chặt, sau đó là cứ từ 15 đến 20 cm thì chúng ta lại tiến hành phun nước lên men lên trên bề mặt cỏ đó. Và cứ làm như vậy cho đến khi đầy bao ủ hoặc bể ủ. Và lớp trên cùng này chúng ta lại phun một hỗn hợp đường với và men á. Chúng ta tiến hành cho một lớp rơm lên sau cùng nữa, và sau đó buộc chặt túi và miệng bao bố, và sau khoảng 3 tuần thì chúng ta có thể sử dụng được cho châu bò ăn. Đó, thực sự chia sẻ bác nó rất là đơn giản vậy thôi. Và các bác
Và các bác á, là cố gắng là sau khi chúng ta ủ xong thì các bác phải dùng vật nặng lèn chặt lên cái bể hoặc là phi hoặc là bao bố ủ thì nó sẽ giúp đó là không khí nó sẽ không vào được, và tiếp theo á, là cái cỏ ủ của mình sẽ đạt chất lượng hơn rất là nhiều. Nó như kiểu mình muối dưa dưa đó các bác. Đó, thì trên đây là tôi vừa chia sẻ với các bác về cái cách, về cái những cái nguyên liệu, những cái dòng thức ăn trên châu bò giả sử như là ba bia ba đậu và cái kỹ thuật ủ cỏ mọi thứ như nào. Không biết là các bác còn cái điều gì thắc mắc để hỏi Hoàng không ạ? Thì có gì để em trả lời luôn cho các bác. Alo, alo. Xin chào các bác. Các bác có câu hỏi gì về cái cái cách làm những cái vấn đề trong chăn nuôi này không ạ? Rồi từ bã bia này, bã đậu này, rồi cái cách ủ cỏ như thế nào nữa? Chia sẻ bác là những cái trại mà mình đã, nếu mà làm theo cái kỹ thuật của mình nhá, là tỷ lệ lên đến 100% và không có hiện tượng đó là thối cỏ như thế nào hết. Và thực sự con trâu con bò ăn rất là tốt. Và hôm nay thực sự cũng có hai ba người gọi điện cho mình bảo anh ơi, vừa em bỏ ra cái em bỏ mấy cái một bao ủ ra để cho ăn thử, thì chia sẻ bác là bảo nó thích ăn lắm và thực sự là cỏ rất là ngon, rất là thơm. Rất là thơm, rất là ngon các bạn. Ở Bình Dương em hỏi bã bia tận 7.000 1 kg. Thế thì giết dân à. Có bác nào có câu hỏi nào không ạ? Về cái kỹ thuật trong chăn nuôi trâu bò cộng với lại đối với ba bia, ba rượu hoặc là ba đậu không ạ? Hôm nay mình chia sẻ hết các vấn đề mà các bác thường hay hỏi đó. Các bác thường hay hỏi rất là nhiều cái vấn đề từ bã bia, bã rượu rồi bã đậu đó. Thì hôm nay hầu như là mình chia sẻ trả lời hết các bác rồi. Người ta báo 4 tấn 7 triệu rưỡi. Ngàn đồng 7428. Cho ăn cháo tốt không anh? Bạn suốt ngày nấu cháo cho ăn được à? Nếu mà giả sử bạn nuôi một hai con, bạn nấu cháo cho ăn được, chứ nếu mà bạn mà nuôi rơi tầm khoảng 50 con hay là 20 con thì bạn nấu cháo thì bao giờ thì bạn mới nấu cho ăn được hết. Không có bã bia thì cần gì dùng cỏ ủ đi, rồi dùng một số loại men bổ sung cho nó, men tiêu hóa chất xơ đó, nó sẽ hiệu quả hơn bạn ơi. Anh ạ, à, bò nhà em được 200 kg, có lên cho ăn cám đậm đặc của lợn vào thời điểm này không? Thực sự là 200 kg bạn phải trộn cộng thêm với lại đậm đặc, bạn phải trộn theo cái tỷ lệ mà khoảng cái tỷ lệ của cái dòng từ 20 đến 50 cân, từ dòng lợn từ 20 đến 50 cân, và bạn phải bổ sung cho mình cái mix của trên châu bò thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó. Mỗi lần ủ mỗi lần mở ra như vậy thì có cần phải đậy lại không anh? Cần phải đậy lại chứ bạn. Phải cần đậy lại chứ. Em ủ cỏ ăn thừa có được không anh? Em ủ bằng cỏ ăn thừa có được không? Không lên bạn là Hồng Hoa ơi, Hoa Hồng ơi. Bây giờ là cái cỏ đấy là nó cần, đó là thứ nhất phải sạch sẽ, bởi vì mình bảo quản lâu, bảo quản từ 7 tháng 1 năm cơ mà.
Nếu bạn cho dùng thức ăn thừa nó gây ra hiện tượng mốc, và nếu mà bị mốc tuyệt đối là các bác không được cho con trâu con bò ăn đâu. Bởi vì là trong cái cỏ đó khi bị mốc á, nó có chứa hàm lượng aflatoxin. Thì đối với bò chửa nó gây ra cái hiện tượng tiêu chảy rồi sảy thai trên bò con bò rất là nhiều. Đối với bò thịt thì có thể hiện tượng là bỏ ăn rồi có hiện tượng đó là tiêu chảy nữa. Ngộ độc mà các bác ăn, ngộ độc aflatoxin mà. Nói chung là rất là mệt. Bà bia có cho bò chửa có ăn được không? Ôi cho bò chửa ăn tốt bạn ơi, cứ cho ăn rơi tầm khoảng 3 4 cân là ok. Không vấn đề gì hết. Anh Hoàng ơi cho em hỏi ủ rơm dạ có được không? Tôi sợ là rơm dạ thì mình lại chưa ủ bao giờ, bởi vì rơm dạ thường thường là họ cho ăn khô. Cũng chẳng cần đó là ủ đâu bạn. Rơm dạ thì người ta thường phơi khô, các bác đắp đống hoặc là các bác cho vào kho, các bác cho ăn dần. Cần gì phải ủ làm gì, mệt người. Nếu các bác có cỏ thì các bác mới ủ thôi, không cần đâu các bác. Sắc mì thì sao chưa nghe trả lời? À sắc mì ăn rất là tốt. Cái sắc mì này nếu mà để hôm nào mình sẽ làm cái video, làm một cái video riêng về cái sắc mì này. Nó ăn để nó tích tích thịt rất là tốt. Được, thực sự là nếu mà sử dụng cái bột mì các thứ cho ăn rất là tốt. Mua bò sấy âm. Bạn Phan Thành Nam ơi, bạn mình chưa hiểu cái câu hỏi của bạn. Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn, thật sự luôn. À các bác để ý là cái vấn đề á, là các bác mua cái bã bia á, thì các bác mua phải thực sự là cái mối nào nó tin tưởng nha. Cái này mình xin phép là mấy ông bán bã bia là cố gắng các bác làm ăn có tâm một chút nha. Không rồi các bác đừng có lấy cái loại bã bia nào xong bắt đầu về nó lại bơm nước bẩn vào trong cái túi bã bia để nó nặng, nó được nhiều. Tôi sợ cái đó về xong bắt đầu về chưa chi nó thối rồi nó ăn nó tiêu chảy hỏng hết con trâu bò của các trại đi. Thì thực sự là các bác mua bã bia các bác phải để ý. Tốt nhất là mua những cái mối nào nó uy tín, có cũng được mà không có cũng được, các bác đừng có quan trọng. Bởi vì là mình đối với con trâu con bò nó đủ đủ cỏ là nó béo rồi các bác. Không cần phải bổ sung thêm cái gì hết. Nhưng mà có những cái phụ phẩm kia thì nó sẽ tốt hơn, phát triển nhanh hơn, tiêu hóa tốt hơn. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái là nếu mà gặp phải cái tay nào mà mẹ nó lại lấy bã bia vào và nó vì cái lợi nhuận xong bắt đầu nó lại bơm nước bẩn cái thứ vào xong bắt đầu gây ra thối hết bã bia cái thứ, chỉ chia sẻ bác là làm ăn thế không có tâm. Thế chính vì vậy là mình khuyến cáo các bác á, là cố gắng là các bác lấy bã bia các bác lấy, kể cả bảo chúng nó một bảo bọn bã bia luôn, bán bã bia luôn là tao đặt với mày á, kể cả chúng mày lấy đất tao một tí không vấn đề gì, nhưng mà các bác chúng mày đừng có bao giờ là làm láo với tao, có thế thôi. Chia sẻ với bác là vừa rồi tôi gặp rất nhiều cái trường hợp đó là những cái trại nhỏ lẻ á, thì họ không có bã bia, thì họ ghép chỗ này chỗ khác xong rồi bắt đầu một số thành phần bán bã bia, một số thành phần bán bã bia, chia sẻ với bác vậy. Đó là sau khi ra khỏi nhà máy là các ông ấy bơm nước vào, mà không phải được bơm nước sạch đâu các bác, mà nó bơm cái nước bẩn vào xong bắt đầu gây ra hiện tượng nó thối bã bia, về con trâu con bò ăn nó tiêu chảy và các bác bảo quản nó cũng chẳng được lâu, xong bắt đầu về là mình điều trị mất rất nhiều tiền đó. Thế chính vì vậy là các bác phải sử dụng bã bia nó tốt, chất lượng tốt. Thứ hai là phải chọn lựa cái thằng đó là cấp ba bia nó có uy tín và là nói chung là những cái thằng nó sống nó có tâm. Nếu mà giả sử như sống có tâm thì nó sống được lâu, còn những cái thằng nó là sống khô tâm chia sẻ bác nó chết, nó ăn được của mình nó cũng chết nhanh thôi bác.
Lùi vô béo, ba bia và ba đậu cái nào tốt hơn? Trời ơi bạn Dũng Nguyễn ơi. Vừa mình chia sẻ với bạn rồi. Đây này. Đây bạn ơi. Bã đậu lành có thay thế được bã bia hay không? Thì mình đã chia sẻ đây này. Cả hai loại đều là thức ăn bổ sung. Bã đậu lành thì chỉ có chất dinh dưỡng không có men. Còn bã bia thì có vừa có chất dinh dưỡng và vừa có men. Thì men trong bã bia sẽ giúp cho bò tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Sử dụng bã bia sẽ tốt hơn bã đậu lành. Đó. Và đối với lại bã đậu này nhá, tỷ lệ nước rất là cao, chất dinh dưỡng cao nên khó bảo quản. Vì vậy chỉ cho ăn từ 3 ngày đổ lại thôi các bác. Và khi lên men gây hỏng thì bã đậu lành nhá, làm cho châu bò ăn dễ bị tiêu chảy. Mình đã chia sẻ rồi. Cậu ăn bao nhiêu là đủ vậy anh? Từ 7 đến 10 cân bạn ơi. Từ 7 đến 10 cân một con. Tốt nhất là lên chọn trộn trộn vừa giữa cỏ ủ với cỏ xanh thì nó sẽ hiệu quả. Cho mình hỏi giá dơm bây giờ bao nhiêu? Mình mua ở Thái Nguyên à? Inbox cho mình sẽ cho bạn một vài số điện thoại cung cấp dơm nha. Anh có địa chỉ nào ở Bình Dương khu lân cận bán barbecue uy tín mà giá phải chăng không? Thì chia sẻ với bạn là mình trong miền Nam là mình hầu như mình không biết. Theo anh bá rượu cho chỗ anh bao nhiêu là đủ á? Cho ăn bao nhiêu là đủ á? Hay cho anh? Cho anh thì anh không lấy bá rượu đâu bạn ạ. Còn nếu mà cho ăn thì cho châu bò ăn thì cho ăn rơi tầm khoảng 2 cân thôi bạn ơi. Giá giống 3B thời điểm nào là này có cao không anh? Giá giống 3B thời điểm này là cao nhất trong các thời điểm rồi. Em ủ vào thùng sơn 20 ngày em cho ăn ngay được không? Vì nhà em có 5 con thôi. Được em ơi. 20 21 ngày là ok. Nếu bạn với một điều kiện là bạn sử dụng cái men men của Hà Lan đó. Cho em hỏi ngô hạt xay, cám ngô và cám gạo cái nào tốt hơn? Nói chung là hai thằng nó cũng tức là đối với ngô hạt thì nó rơi tầm khoảng từ 7 đến 8% protein, còn cám gạo thì nó rơi tầm khoảng hơn 10% protein. Thì cho bò nào ăn cũng được, từ bò sinh sản đến bò thịt các thứ cho ăn đều được. Tuy nhiên thì những cái này các bác phải quản lý cái độc tố nấm mốc rất là tốt, bởi vì là đối với cái ngô mùa mùa này thì không nói, mùa đông thì không nói, nhưng mà nếu mà ngô mùa xuân đó thì chia sẻ với bác là ngô rất dễ bị cái hiện tượng đó là nhiễm độc tố Gia-lô-lông. Mà nếu mà gặp cái trường hợp là ngô nó bị nhiễm độc tố aflatoxin với Gia-lô-lông á thì nó gây hại rất là nhiều đối với lại con bò, kể cả bò chửa lẫn bò thịt. Bò thịt thì nó ít bị, bởi vì cái nếu mà tỷ lệ ít thì nó đỡ ít bị thôi, nhưng mà đối với bò chửa là nó rất nhạy cảm với lại hai cái loại độc tố là aflatoxin và Gia-lô-lông. Nó có thể là gây ra hiện tượng tiêu chảy rồi gây ra hiện tượng sảy thai là chuyện bình thường các bác. Thế các bác phải để ý cái vấn đề là khi mình trộn các thứ thì các bác cố gắng phải lấy cái loại ngô nào nó tốt, cám gạo mọi thứ nó tốt đó, không là nó nhiễm độc tố là hỏng hết con đàn trâu đàn bò mình ấy. Lục Văn Duy, em làm heo bị, anh có thể hỗ trợ xây dựng chuồng trại hoặc kỹ thuật giúp em không? Cái này thì thật sự là mình không biết là bạn ở đâu, nếu ở gần thì mình hỗ trợ ngay, nhưng mà nếu mà ở xa thì thật sự là mình cũng không thể hỗ trợ được bạn. Nuôi bò được HF có hiệu quả không? Cho em gần trại bò sữa. Được, nói chung là có bò gì nuôi bò đấy, không vấn đề gì đâu. Nhưng mà HF thì bạn phải có nguồn thức ăn rất là nhiều, bởi vì bò được HF chính là bò bò được sữa đó các bác. Cố gắng là bạn mua rồi tầm khoảng bò nó khoảng 4 5 tháng rồi bạn mua về thì nó đỡ phải công chăm sóc. Nếu mà bạn mà mua cái loại bò mà rơi vào tầm khoảng vừa đẻ ra và bắt đầu bạn mua về suốt ngày sữa siếc cho nó, thực sự chia sẻ với các bác là nó không hiệu quả đâu bác. Về mất tốn rất nhiều công, nhiều ông là mình thấy là nhập một hai chục con bò, nhập hai chục con bò, nhập hai chục con bò HF về á, thì chia sẻ với bác là nó không
Tựa bò đó là vừa sinh được khoảng 1 tuần các bác, bắt đầu là các bác bắt về rơi tầm khoảng 1,5 triệu 2 triệu một con, sau đó là các bác phải cho uống sữa thứ, ui, rất vất vả luôn, rất là mệt luôn. Đó, thì nó không hiệu quả đâu các bác. Các bác đợi em tí nhá. Rồi tiếp tục mình sẽ trả lời các câu hỏi của bác nha. Bá bia tươi để tầm 1 tuần được không anh? Đây bạn ơi, bá bia tươi mình bảo rồi. Bá bia tươi thì bạn có thể là để được cả tháng. Nhưng mà mình khuyến cáo các bác là chỉ cho ăn rơi tầm khoảng từ 7-15 ngày thôi. Đó. Em ơi, bia nước nhiều lắm đó, anh họ nói là mấy lấy xong là như vậy. Bạn Phan Hồng Ân ơi, bạn phải xem lại, nếu mà giả sử như là bạn bảo quản tốt mà sau 1 tuần mà nó đã có hiện tượng thối rồi á, thì thật sự là cái ba bia đó đã bị bơm nước rồi, sau khoảng mấy ngày nó đã bị thối rồi là có hiện tượng bị bơm nước của bạn ạ. Bạn Trần Nguyễn cho em hỏi thuốc sán lá gan bò có tiêm thuốc lên tiêm bạn ơi, bạn Trấn Nguyễn ạ, lên tiêm sán lá gan cho con bò nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Nghe bị táo bón phải dùng thuốc gì bạn? Bạn lấy như cái dòng chia sẻ bác là đối với lại trâu bò rồi con lợn, nếu mà các bác trâu bò nhà bác là bị cái hiện tượng táo bón thì các bác phải xem bổ sung xem lại cái dinh dưỡng mình cho ăn vào. Nếu nhiều bác là cho ăn nhiều thức ăn tinh quá thì gây ra hiện tượng táo bón. Có thể là thay đổi thức ăn các thứ là bạn có thể là cho bị táo bón, hoặc là có thể là con trâu con bò đó bị, tức là các bác cho ăn quá nhiều bỗng rượu gây ra cái hiện tượng táo bón là chuyện bình thường. Cái khắc phục cái bị hiện tượng táo bón thì các bác chỉ cần đó là lấy cái lá khoai lang ấy cộng với lại cái củ khoai lang các bác cho con bò trâu bò ăn 1-2 ngày bắt đầu là khuôn phân nó sẽ khô và nó sẽ khuôn và xốp lại các bác. Đơn giản lắm. Còn nếu mà giả sử bị táo bón lâu ngày các thứ thì các bác có thể là cho uống magie sulfat thì nó sẽ giúp đó là phân của nó tránh hiện tượng táo bón các bác. Sử dụng đá liếm rồi thì cần có cho ăn thêm muối không anh? Mình bổ sung thêm một ít muối thôi. Chia sẻ bác là sử dụng nhiều muối quá không tốt đâu bác, có thể gây ngộ độc. Thế là các bác cũng chỉ sử dụng đó là ít ít muối được, không nhiều. Không cần đâu bạn. Nói chung vẫn có nhưng mà nó rơi tầm khoảng vài gram hoặc là 10 gram đổ lại một con thôi, không không nhiều đâu bác. Thuốc xịt xịt muỗi thì thực sự là chia sẻ với bạn á, là nó tùy thuộc vào môi trường mọi thứ. Còn bây giờ thực sự là mình thấy là bây giờ mình đang bán cái dòng thuốc xịt muỗi muỗi của Bayer đó. Thì thực sự mình thấy là mọi người sử dụng cũng rất là hiệu quả, nhưng mà các bác cố gắng là hòa thêm cả cái thuốc diệt ruồi vào nó sẽ hiệu quả hơn. Chia sẻ bạn Phan Hồng Ân vậy nha. Tinh bò 3B giờ giá bao nhiêu vậy anh? Tinh bò 3B nếu mà bạn mua trực tiếp giá 35 đến 40 nghìn một một liều nha bạn. Anh ơi cho em bò. Sao em chăn bò mà không thấy nó lở vai mấy ạ? À? Em chỉ thấy lở mông thôi ạ. À. Lở mông không lở vai à? Nguyễn Tuấn Anh. Bạn xem lại con bò đấy là con giống gì? Nếu mà lở nguyên mông thôi thì chắc là cái giống khác rồi. Nếu mà giả sử 3B mà máu 3B nhiều á, thường thường nó sẽ vuông người, thì thường thường nó sẽ lở cả vai cả mông, nó sẽ vuông người mà các bác. Còn nếu mà một số cái loại giống khác thì nó chỉ có lở mông thôi bạn ơi. Đó là có thể là do giống đó.
Chí Lê hỏi là bò vỗ béo tầm 3 tháng, tháng cuối cùng cho mỗi con ăn khoảng bao nhiêu cân cám lợn là hợp lý vậy? 3 cân cám lợn, 3 cân cám bò đi bạn ơi. Nó sẽ phát triển rất là nhanh bạn ạ. Cộng với ba bia, cộng với cám kia các thứ cho vào ăn phát triển nhanh lắm. Nếu mà thời tiết mát mát nó có thể là tăng trọng từ 1,5 cân đến 1,6 cân, 1,7 cân một ngày là chuyện bình thường. Bột ngô và cám gạo cho ăn luôn hay ủ bằng men làm chín sinh học thì tốt hơn? Theo mình là cứ nếu mà bạn có kỹ thuật mà bạn ủ được, ủ men thì nó sẽ rất là hiệu quả bạn ơi, nhưng mà với một điều kiện là bạn phải ủ tốt, không có độc tố nấm mốc nha. Dương Lương, Lương Dương, anh Hoàng ơi, trâu mấy răng thì có thể đưa vào vỗ béo là hiệu quả? Nói chung là rơi tầm khoảng 2 răng trở lên thì nó sẽ hiệu quả. Nguyễn Thành Đông, theo em thấy bò sinh sản không ăn được bã mì vì phải không anh ơi? Em cho thử mấy lần toàn bị tiêu chảy. Bò sinh sản thì mình nghĩ là chỉ cho ăn đó là ít cám bò cộng thêm đó là bạn cho ăn thêm cho mình cho ăn chủ yếu là cỏ thế thôi, không cần phải bổ sung gì đâu. Chủ yếu là bổ sung thêm cái khoáng đa vị lượng ADE, vitamin ADE đó thì nó sẽ rất là tốt. Cho ăn bã đậu với cám ngô cộng cám gạo cộng tấm cho ăn cùng cám đậm đặc có tốt hơn hay cho ăn cám hỗn hợp không bác? Bạn Biên Phạm ơi, thì chia sẻ với bạn là đối với cám hỗn hợp nếu mà bạn mà mình xác định bạn trộn thì cái giá thành nó rẻ hơn con thôi, còn nếu mà giả sử như là so với cám hỗn hợp thì chắc chắn là sẽ không bằng, chia sẻ với bạn vậy. Cám hỗn hợp thì nó sẽ đắt hơn, còn cái cám bạn tự trộn nó sẽ rẻ hơn, rơi tầm khoảng 2.000 đồng một cân đó. Trần Trương Thị Thùy Trang hỏi là anh cho em hỏi chích ngừa tụy trùng với lở mồm long móng có bị kém phát triển không? Không bao giờ bị kém phát triển bạn ơi, cái đó là vaccine. Vaccine tiêm để mình phòng cái bệnh đó là tụy trùng và lở mồm long móng trên châu bò, thì khi chích vaccine vào thì nó sẽ tạo ra kháng thể và chống lại cái bệnh sau trước sau khi đó là con bò được con trâu con bò được tiêm đó. Khi gặp dịch dã các thứ thì nó sẽ không có hiện tượng xảy ra trên châu bò mình, hoặc xảy ra để xảy ra sẽ rất là ít, cái tỷ lệ mắc rất ít. Châu chữa có tiệm vaccine à? Châu chữa có tiêm vaccine là một lỗ máu được không anh? Nói chung là được bạn ơi, không vấn đề gì đâu. Ok bạn Hà Văn Trần, cảm ơn bạn. Ở chỗ em không có nhiều, em dùng bã bi mía thay cho cỏ được không? Nếu dùng bã mía có phải trộn thêm gì mật không? Bã mía thì cần gì gì mật? Bã mía là cái gì bạn? Bã mía mà bây giờ một số chỗ mà họ, thực sự là mình chưa tìm hiểu về cái bã mía và cũng ít gặp cái trường hợp đó là ở trại cho ăn bã mía, thế là mình cũng không thể tư vấn cho bạn được. Em Pháp Trương hỏi là em dùng rượu tỏi cho bò uống có tốt không anh? Tốt trong cái trường hợp đó là con trâu con bò bị chướng hơi dạ cỏ thôi, bị đầy bụng thôi bạn ơi, còn thực sự là dùng rượu cho con bò uống là không được đâu. Nhất là con bò, người ta bảo là đối với nhất là con bò chửa, là người ta bảo là không ai cho bà chửa với trẻ con uống rượu với lại ăn sắn. Mà chia sẻ bác là ăn sắn là cũng có hại nha, không phải là có lợi đâu bác. Bạn Nguyễn Văn Thu ơi, hôm nào mình sẽ làm cái video này nha. 3BF2 nuôi hết có khoảng bao nhiêu kg? À, nuôi hết cỡ được khoảng bao nhiêu kg? Thì chia sẻ với bạn là nuôi hết cỡ thì nó chắc là rơi tầm cả tấn. Không có gì bạn Chí Lê ạ. Một liều tinh ngoại khu vực quốc ngoại mua trực tiếp ra bao nhiêu, em muốn mua thì công thức công ty là phân phối à? Bạn Trấn Nguyễn ơi, bạn inbox cho mình sẽ chia sẻ với bạn. Nhưng mà bạn phải mua nhiều thì mới có giá như thế, chứ còn nếu mà giả sử bạn mua 1-2 liều thì họ không cho giá thế đâu bạn ơi. Nguyễn Thành Đông, em đặt canxi bò nhà anh từ tuần trước mà chưa nhận được hàng, em đang thử bổ sung cho bò sinh sản ăn món đấy. Bạn Đông ơi, bạn inbox lại cho mình được không? Bởi vì là thực sự là
Cái đơn hàng á, thường thường mình sẽ ủy quyền cho kế toán của mình làm, ủy quyền cho kế toán của mình để gửi cho các bác. Còn nếu mà gặp cái trường hợp đó là không chưa gửi cho bác là chắc chắn là thứ nhất là đơn hàng đang vận chuyển, và thứ hai là có thể gặp trường hợp đó là kế toán mình quên. Thế nên là các bác nếu mà giả sử như là em có quên đơn nào, các bác thông cảm cho em với, vì thực sự em rất là nhiều việc, suốt ngày đi tư vấn cho trại các thứ à. Thì những cái bên ở những cái công việc ở cửa hàng á, thì mình không làm, mình chủ yếu là cho thứ nhất là tư vấn kỹ thuật, thứ hai là mình ủy quyền cho mọi người, tức là nhân viên với lại kế toán của mình làm ở cửa hàng thôi. Thế mình cũng không biết cái đó. Nếu mà bác nào mà em chưa gửi đơn hàng thì các bác cố gắng thông cảm cho em tí. Lê Xuân Chiến hỏi là cho em hỏi bò Brahman sinh sản lần đầu có lên bỏ tinh 3B không? Nghe bảo không đẻ được, lên bỏ tinh 3B lứa thứ hai thì đúng không? Nói chung là bạn miễn là cái tuổi của nó là ok thì bạn có thể là lấy tinh 3B được mà, có vấn đề gì đâu. Lê Phạm, anh cho em hỏi là chi phí mỗi lần bắn tinh 3B hết bao nhiêu tiền? Mỗi lần bắn tinh thì nó rơi tầm khoảng từ 300 đến 400 nghìn một liều. Nếu mà một số vùng sâu vùng xa hay là một số chỗ thì có thể lên đến 500 nghìn một liều. Chào bạn Dương Lan. Nguyễn Nghị, anh Hoàng cho em hỏi là bố em bắt lui được 6 tháng cũng sổ sán lá gan rồi, giờ sổ gần được không? Nói chung là cái loại thuốc phòng giả sử như sán lá gan gan này, ghẻ dần du này, ký sinh trùng đường máu thì các bác cố gắng là 6 tháng các bác làm một lần nó sẽ hiệu quả. Cho em hỏi thú y người ta bảo chích ngừa bò bị bạn Nguyễn Trương Thị Thùy Trang, bạn có thể hỏi lại cho mình được không? Thực sự mình không thể dọc đọc được bởi vì là bạn viết không có dấu, mình không thể dịch được đâu. Mà bạn biết là đối với lại tiếng Anh mà viết không dấu thì có thể là dịch ra được, nhưng mà đối với lại chữ Việt Nam mà không có dấu là có thể là hiểu sai nghĩa đó, và lúc đó hiểu sai nghĩa là lúc đấy là mệt đấy. Bạn Vũ Minh Đốc hỏi là lên mua giống 3B khoảng bao nhiêu tháng thì lôi hiệu quả vậy anh? Những nơi nào tiêu thụ đầu ra cho mình được không ạ? À? Được bạn. Bạn nếu mà bạn ở miền Bắc thì mình gọi mình là mình có thể là cho số cho bạn, họ đến tận nhà bạn mua thịt đó. Còn mua giống 3B khoảng bao nhiêu tháng thì nuôi thì tùy, từ 4 đến 6 tháng tùy bạn ạ. Bò lái sinh sản 4 phối 3B thì mẹ càng to càng tốt phải không anh? Đúng rồi bạn. Bò khoảng trên 500 kg cho ăn một ngày 4-5 kg cám bò thì nhiều hay ít vậy anh? Nói chung là vừa bạn ơi. Rồi có lúc nào để biết được con bò đó đã đủ ăn thiếu hay thức ăn tinh vậy anh? Bạn cứ nhân rơi tầm khoảng 0,7 đến 1% trọng lượng cơ thể của nó về cái thức ăn tinh trong vòng một ngày thì nó ra thôi. Giả sử con bò 5 tạ nó sẽ rơi tầm khoảng 5 cân chẳng hạn đó, thì nó ra cái thức ăn tinh thôi. Còn thức ăn thô xanh thì bạn cứ nhân rơi tầm khoảng từ 10 đến 12% thức ăn thành phần trăm trọng lượng cơ thể thức ăn thô xanh nhé. Em dùng bạn Pháp Trương, em dùng một chai bia về một quả trứng gà thay thế hành bia được không? Cái này mình anh không biết đâu bạn Pháp Trương ạ. Thực sự là mình những cái vấn đề đó em bảo em dùng một chai bia về với một quả trứng gà thay thế hèm bia được không, thì thực sự cái này mình không không trả lời được bạn, mình không biết. Bạn Định Nguyễn hỏi là anh cho em hỏi bò đang nuôi con nhỏ có tiêm vaccine được không? Được chứ bạn, tiêm vaccine được mà bạn. Dùng rơm làm ủ chua thức ăn được không anh? Mình chưa ủ rơm bao giờ, với lại rơm thì chủ yếu là cho ăn khô, cần gì phải ủ đâu bạn ơi. Bò nhà em đang chửa có làm vaccine có ảnh hưởng gì thai không anh?
Nói chung là trong cái thời điểm mà dịch dã mọi thứ nó bị nhiều á thì làm vaccine được. Nhưng mà trước khi làm vaccine thì đối bò chửa hay bò kể cả bò đẻ các thứ thì các bác cố gắng là các bác tiêm an thai là một, các bác tiêm thuốc bổ là hai, và các bác tiêm caffeine tức là chống trụy tim ấy là ba, sau đó là các bác mới tiêm được cái vaccine nó sẽ hiệu quả. Và các bác nhớ tiêm vaccine là các bác bỏ ra ngoài, kể cả các bác nhờ ai cũng vậy, hoặc là các bác bảo thuê thú y vào tiêm á, thì các bác cố gắng là bảo họ là đừng có lấy từ cái ngăn đá ra, từ cái thùng bảo quản đá ra, các bác tiêm luôn, và các bác để rơi tầm khoảng 15 phút thì các bác mới tiêm, nắm xoa xoa tay này các bác này, thì tiêm thì nó sẽ giúp cho nó là nó tránh bị sốc sốc phản vệ đó các bác, và nó đỡ bị áp xe. Bò nhà em đang chửa thì có làm vaccine có ảnh hưởng thai không anh? Đấy thì chia sẻ với bạn bạn Trần Tân, cái Ceftifur thì nó tùy từng loại, nó rơi tầm khoảng từ 350.000 đến khoảng 500, hơn 500.000 một lọ Ceftifur, tùy từng loại bạn ơi, của nội khác và của ngoại khác. Em có 10 con bò 3B đang trong giai đoạn vỗ béo, lúc nào xuất anh có thể hỗ trợ đầu ra không? Em ở Nghệ An được, bạn Linh Cu ơi, được. Lúc nào xuất thì alo mình. Ngoài gia súc anh có biết được về ốc bươu đen không anh? Bạn Dương Lan, cái này mình cũng không biết được bạn ạ. Bạn chào Trần Anh nha. Bá Quốc TV hỏi là tôi có ý định trồng 7HA cỏ, theo bạn nên trồng nhiều loại cỏ hay một loại cỏ voi? Bạn nên bác lên trồng rơi tầm khoảng 70% cỏ voi và khoảng 30% cái loại cỏ khác, giả sử như là mulatto, giả sử như là ghi lê đó, những cái dòng cỏ khác, hoặc stilo, những cái dòng đó thì nó sẽ giúp đó là con thay đổi thức ăn trong cái chuồng trại chăn nuôi bò của nhà mình, nó sẽ hiệu quả. Cho em hỏi là bạn Hà Trần Văn Hà hỏi là em cho hỏi cho em hỏi là có con B 7 tháng tuổi em tiêm nội ngoại ký sinh trùng hai lần hai liều cách nhau 1 tuần và sổ giun giảm viên rồi mà sao nó vẫn không lên thịt vậy, em bổ sung những gì nữa anh? Giai đoạn này 7 tháng tuổi là nó chưa lên được nhiều đâu bạn ơi, bạn cố gắng là cho ăn thức ăn nó tốt, nó dinh dưỡng tốt. Và tôi sợ là không biết là bạn đã làm cái Sanlagan chưa, bạn làm ký sinh trùng đường máu chưa, thì nếu mà bạn chưa làm thì bạn làm nữa thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều đó. Còn đối với lại giai đoạn 7 tháng tuổi này thì bạn cho ăn nên rơi tầm khoảng 1 cân cám, nếu mà có ba bia càng tốt, không thì bạn bổ sung thêm giả sử canxi bo hoặc là mix miếc các thứ đấy, tiêu hóa nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cho mình hỏi bò tầm 2 tạ cho ăn mấy kg cám là đủ đấy, rơi tầm khoảng 1 cân cám thôi bạn ơi, đừng cho ăn nhiều giai đoạn này, bởi vì bò con ấy vừa tách sữa xong ấy thì chia sẻ với các bác là 4 túi trong giả cỏ, tức là giả cỏ nó có là nó có 4 túi thì nó chưa phát triển hết 4 túi đâu các bác, giai đoạn này nó chỉ phát triển rơi tầm khoảng 2 túi thôi, thì các bác làm sao để nó phát triển 4 túi thì lúc đó là các bác phải cho ăn, tức là các bác phải cho ăn từ từ lên, đừng có cho ăn quá nhiều cám, nó không hiệu quả đâu. Giai đoạn đầu á mình chỉ cho ăn đó là chủ yếu ít cám thôi, chủ yếu là cái thức ăn thô xanh các thứ, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Dưới bò dưới 3 tạ đâu bác. Cho em hỏi Châu mới mua về ở xa về cần thuốc gì để chống ngã nước. Thật sự là chia sẻ bạn Trần Anh nhá, là không có bệnh ngã nước đâu bạn. Thứ nhất là ngã nước là về là con trâu con bò nó bị bệnh á, thì về là đến nhà mình nó bị phát bệnh thì nó gây ra, người ta gọi là cái ngã nước là một. Thứ hai là về ở bên kia là cái chương trình dinh dưỡng họ nuôi nó tốt quá, về nhà mình nhá là mình nuôi không tốt, nó gây ra cái hiện tượng đó là bị người ta gọi là ngã nước, hoặc là trâu đã bị bệnh về rồi là xong bắt đầu về chỗ mình phát bệnh, là có thể người ta bảo là bệnh ngã nước. Còn về là bạn chủ yếu là bạn cái chương trình dinh dưỡng nó phải tốt là một, thứ hai bạn làm lại 3 cái loại ghẻ dận giun, sán la gan và ký sinh trùng đường máu, và tiêm 2 loại vaccine là lở mồm long móng và tụy trùng,
là ok thôi, làm cho ăn chỗ đủ chương trình dinh dưỡng cho mình là ok thôi bạn ơi. Trước khi mua về thì bạn cố gắng tiêm cho mình khoảng 2 mũi thuốc bổ. Khi mua về, ngày mua về thì bạn phải đầu tiên bạn phải cho uống điện giải trước, sau đó cho ăn cỏ xanh cỏ ngon đó, và tiếp theo là bạn cho tiêm cho mình 1 đến 2 mũi thuốc bổ cho mình. Cố gắng là chọn những cái thuốc bổ loại tốt, giả sử như Catosan, Butasan, những cái dòng đó thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và thứ hai á, bạn có thể là tiêm cho mình rơi tầm khoảng 1 đến 2 mũi kháng sinh nữa, để tránh cái hiện tượng đó là bị stress, tức là khi con trâu con bò từ xa về nó sẽ bị stress đối trên con trâu con bò, thì lúc đó mình vừa cho uống điện giải vừa tiêm thuốc bổ cộng với tiêm 1 hay 2 mũi kháng sinh để chống cái hiện tượng kế phát đó. Bởi vì chia sẻ với bác là đối với con trâu con bò hay bất kỳ con gì á, là khi tôi vận chuyển xa về về nhà mình á, nó sẽ bị stress, và lúc đó là cái thời điểm mà giúp cho cái vi khuẩn á, tức kháng thể nó sẽ giảm, mà kháng thể châu bò giảm là những cái dòng nó là vi khuẩn virus nó sẽ đánh vào. Nếu mà giả sử kháng thể con trâu bò giảm gái là bắt đầu là đánh vào, nó gây ra hiện tượng đó là bị bệnh nhiễm một số giả sử như tụy trùng các thứ đó các bác, rồi thương hàn này nọ, thì khi mình tiêm kháng sinh vào thì nó sẽ tránh cái hiện tượng đó là bị nhiễm những cái dòng vi khuẩn đó. Thì các bác làm vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Bò chừa vận chuyển 200 km có bị làm sao không? Cũng khá là xa. Về thì trước khi về thì bạn có cố gắng là tiêm an thai cho mình trước, rồi về bác cố gắng là tiêm thuốc bổ mọi thứ đấy, như vừa mình nói nó sẽ hiệu quả. Giá trâu miền Bắc bây giờ hiện tại chia sẻ với bạn là họ mua cái loại trâu khoảng trên 550 kg, giá trung bình hiện tại là 82.000 đồng một cân. Cái Minh Toàn đây, bạn inbox cho mình nha. Bạn Trần Tân hỏi là 3BF2 nuôi hết cỡ khoảng bao nhiêu kg? Vừa mình trả lời rồi mà bạn. Nuôi hết cỡ có thể đạt đến cả tấn. Ngô băm cả cây và bắp cho ăn có hợp lý không bạn? Tốt mà bạn. Nếu mà cho cả bắp cho ăn thì cực kỳ tốt rồi. Sợ không có cái đó người ta gọi là ngô sinh khối đó. Mà khi thu hoạch ngô á, thường thường là các bác cứ để ý là nếu mà một trong bắp ngô á rơi tầm khoảng 3 phần bột và 2 phần sữa. Tức là khoảng 7 phần bột và 3 phần sữa, thì lúc đó là khai thác cái ngô sinh khối đó sẽ tốt nhất các bạn. Là lúc đó trong chất dinh dưỡng ở trong cái cây ngô rồi trong bắp ngô nó sẽ nhiều nhất và tốt nhất, thì nó sẽ rất là hiệu quả các bác. Giá một con bò 3B được 6 tháng giá khoảng bao nhiêu tiền một con ạ? Em dự nuôi 10 con, 6 tháng thì bây giờ chắc là phải rơi tầm khoảng trên 20 triệu một con. Vớ vẩn là rơi tầm khoảng 25 triệu đấy. Mình sắp bắt trâu mẹ nhưng gầy thì sao bạn nó? Lê Văn Dũng hỏi là mình sắp bắt trâu mẹ nhưng gầy thì sao bạn? Nó đang mang bầu, mình chưa hiểu cái câu hỏi của bạn. Các bác còn câu hỏi nào nữa không ạ? Bác nào bây giờ còn nhiều có nhiều cây ngô hay là cây cỏ thì các bác cố gắng là ủ cỏ đi các bác. Thật sự luôn. Không, mùa đông là các bác sẽ vất ạ. Mùa đông lắm lúc là bây giờ là các bác nếu mà trời mưa trời gió bão bùng thì các bác phải có cái cỏ ủ rồi chỉ cho ăn rơm thôi. Bây giờ chia sẻ bác là các bác phải chuẩn bị những cái gì để vào mùa rét. Nếu mà miền Nam, miền Trung, miền Nam thì không nói, nhưng mà đối với miền Bắc này chia sẻ bác là khi rét
là lúc đó mình sẽ rất vất vả đối với lại cái thức ăn đối với con trâu bò. Thì các bác cố gắng là ủ cỏ cho mình. Tôi sợ nếu mà một trại rơi tầm khoảng 10 con thì các bác có thể là ủ rơi tầm khoảng 10 cái bao này là đủ. 10 con thì các bác có thể là ủ 10 cái bao này thì các bác cho có thể cho ăn rơi tầm 3 tháng mùa đông được rồi. Đó. Mùa đông thực sự chia sẻ bác là nếu mà các bác không chuẩn bị ủ cỏ thì sau này giai đoạn sau rất là vất vả. Các bác chỉ cần nó là nếu mà giả sử các bác nuôi hai, tức là mình cứ tính là một bao ủ này á, sẽ tương đương với lại một con trong vòng 3 tháng. Từ 10 con sẽ là 10 bao. Nếu mà chạy nào hoặc là 1 tấn đấy, khoảng khoảng 7 tạ 1 tấn đấy các bác. Từ 7 tạ 1 tấn, một bao này rơi tầm 7 tạ 1 tấn mà. Thì các bác cố gắng là sẽ làm rơi tầm khoảng từ 7 tạ 1 tấn một con. Thì nếu mà giả sử 20 con sẽ là 20 bao, 30 con các bác chuẩn bị 30 bao cho mình hoặc là 30 tấn cỏ thì nó sẽ đủ thức ăn, tức là mình sẽ phụ thức ăn cho mùa đông đó, nó sẽ hiệu quả rất nhiều. Còn bác nào chưa biết cách ủ thì alo cho mình thì mình sẽ hướng dẫn các bác đó là cách ủ như thế nào, nó làm sao nó hiệu quả. Ở Cao Bằng anh biết chỗ nào bán bã bia không? Thực sự là bã bia thì mình lại không biết, Cao Bằng mình không biết đâu, bởi vì là chỉ sợ bạn lấy ít thì chắc chắn là họ sẽ không không trở về đâu bạn ơi. Bò 3B bao nhiêu cân thì bắt đầu thúc xuất bán? Theo mình rơi tầm khoảng 5 tạ rưỡi thì bắt đầu mình sẽ thúc xuất bán thì nó sẽ hiệu quả. Bò 20 tháng thì dùng loại cám nào tốt nhất anh? Bò 20 tháng. Ủa, bò 20 tháng rồi à? Bò 20 tháng thì lúc đấy bán lâu chứ không biết bò gì ở bạn. Bạn lấy lửa cám lợn, lửa cám bò đấy phát triển nó nhanh bạn ơi. Lửa cám lợn, lửa cám bò sẽ phát triển nó nhanh. Ruồi hút máu dùng thuốc phun nhưng không đỡ, có cách gì không bạn? Ruồi hút máu bạn phải lấy cái dòng diệt ruồi nó chuẩn chỉ vào. Cái thuốc thuốc diệt ruồi của mình nhá, là cấp cho cái trại hầu như là họ đánh giá rất là cao cái thuốc diệt ruồi của mình. Cực kỳ tốt luôn. Phun phát là ngày mai hết sạch ruồi luôn bác. Ký sinh trùng đường máu, pháp đồ điều trị mấy liều cho bê 7 tháng tuổi? Chỉ có 2 liều thôi bạn ơi. 120 kg thì chia sẻ với bạn là bạn chỉ tiêm đó là 1,2C, cùng lắm mà tiêm 1,5C một con. Tức là sau khoảng 15 ngày bạn lại phải tiêm lại một lần nữa. Thế là khỏi luôn cái ký sinh trùng đường máu. Bò ba Nghị Nguyễn hỏi là bò 3B và bò kem Pháp loại nào phát triển nhanh hơn anh? Hai thằng nó phát triển cũng tương đương nhau đó. Hai thằng 3B với kem Pháp nó phát triển tương đương nhau. Tuy nhiên thì bò ba kem Pháp bây giờ hiện tại đang rẻ hơn, giá bò thịt đang rẻ hơn rơi tầm khoảng từ 3 đến 4 giá so với bò 3B. Bạn Lương Dương hỏi là vì vỗ béo trâu bằng lửa cám bò, lửa cám lợn có hiệu quả không bác? Mình thấy các trại đi hầu như là làm theo chương trình dinh dưỡng đó và mình thấy rất hiệu quả. Cho mình hỏi ở Nam Định có chỗ nào bán bã bia không? Không biết bạn mua nhiều hay không, nếu mua nhiều đủ một xe thì chắc họ mới chuyển ở Nam Định. Hoặc là bạn có thể là xem ở xung quanh chỗ nhà bạn đó ở thành phố Nam Định như thế nào, là có nhà bán bia không thì bạn đến đấy bạn hỏi thôi. Nhà em có 12 con mẹ, 12 con mẹ đang chửa 6 con B, em muốn làm sán lá gan có ảnh hưởng gì không cho thai không? Sán lá gan không làm cho con mẹ đâu bạn ơi. Không, sán lá gan không làm cho con mẹ đâu. Sau khi đẻ mình mới làm. Chỉ có ghẻ giận run thì bạn làm cho con mẹ được. Ghẻ giận run thì bạn lúc làm lúc nào cũng được. Miền Bắc mình mùa đông cho ăn nguyên rơm và cẩu được không anh? Được chứ bạn. Chỉ cần thế thôi. Nếu mà trại nào thiếu cỏ nữa thì bạn có thể là cung cấp thêm đó là mía nữa. Đấy. Sắp tới là nếu mà bác nào cần cái mía thì alo mình có thể là cho cấp
cấp cho các bác một số cái số điện thoại để các bác lấy mía mía đỏ đó các bác, mía mía mềm đó, chắc là rơi tầm khoảng 900 đến 1.000 đồng một cân thôi các bác. Về các bác cho ăn để nó sẽ rất hiệu quả, vỗ trâu vỗ bò đối với mía rất hiệu quả bác. Thuốc bôi phun giá bao nhiêu một gói? Thuốc bôi phun là 100.000 một gói bạn ạ. Đó, các bác cố gắng là mùa đông sắp đến rồi, mùa thu đã đến và mùa đông sắp đến rồi, các bác cố gắng là chuẩn bị thức ăn để mình chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Tức là mùa đông năm nay mình thấy là bảo là tháng 9 này đã có gió mùa đông bắc về rồi các bác. Thế là các bác cố gắng là chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho con trâu con bò, vì mình bây giờ mình thấy là chăn nuôi trâu bò cũng rất là nhiều, và cũng mình cũng kỳ vọng đó là trong vòng mấy tháng nữa thì giá trâu giá bò nó vẫn ổn, giá bò nó vẫn ổn để các bác là có tiền tiêu Tết đúng không ạ? Anh biết chạy lào miền Nam có con giống 3B không? Không biết miền Nam là bạn ở vùng nào? Miền Nam bạn ở vùng nào? Nếu mà miền Nam thì bạn có thể là xem ở Bến Tre là có mấy trại rất là to, họ bán giống rất là hợp lý. Và thứ hai á là ở Đồng Nai thì cũng có mấy trại rất là tốt, họ cấp giống rất là tốt các bác. Ở Bắc Giang anh biết trại nào không? Biết Bắc Giang thì mình chỉ biết mỗi trại nhà anh Hải thôi, và bạn Tuấn Đăng ạ. Anh Hải đó, trại anh Hải 70 con đó. Nguyễn Thành Đông, em ở Bình Dương anh ạ. Ở Bình Dương thì ở qua Đồng Nai bắt được nhỉ? Ở Bình Dương cách ngày xưa Nguyễn Thành Đông ạ. Ngày xưa là mình công ty mình làm thuốc ấy, là mình ở bên Đồng Nai. À quên. Ở tựa công ty thì nó ở Bình Dương, mà mình toàn chạy xe máy lên Đồng Nai, ra kiệm Đồng Nai mình làm ở đó, mà mình đi tiêm gà tiêm lợn thứ ở đó nhiều lắm. Thế là từ Bình Dương vào qua Đồng Nai nó gần đúng không? Bạn Nguyễn Thành Đông để mình thử cho xem là Đồng Nai à. Bạn liên hệ hai số này nha, mình cũng post lên cho các bác coi. 0938 ở đâu rồi? Bạn Nguyễn Thành Đông ơi. 0938 này. Ơ. Không chín ba tám 739 417. Đó, đây là một số này, một số cấp giống này. Thứ hai là 0989 887 988. Đó, hai cái số này bạn có thể liên hệ với họ nha. Hai số đó thì bạn có thể là liên hệ với hai trại này ở Đồng Nai đó. Thì họ sẽ cấp hay là kết nối giống cho bạn. Thấy ở thế, cái số anh Cường hay anh gì, anh Thuận ấy, anh Thuận anh bảo trong đấy nhiều nhiều giống lắm, nếu cần thiết thì anh sẽ kết nối cho mấy cái trại. Thuốc ký sinh trùng máu lên dùng loại thuốc nào tốt nhất anh nhỉ? Flucolic, à quên, Imochem của thằng Hà Lan, bạn Hà Trần Văn Hà ấy. Imochem của Hà Lan nó thuộc dạng tốt nhất rồi, 1 ml trên 100 g thể trọng đó. Đoạn rừng nan rơm tầm 3 kg 1 kg, 3k 1 kg rẻ mà bạn ơi. Thực sự là rơm 3 cân 3.000 đồng 1 kg là rẻ đó. Ở chỗ này nhiều chỗ là họ đang phải mua khoảng 3.200 đến 3.500 một cân đó bạn.
Ok, mình cũng chuẩn bị nghỉ rồi. Bạn Vũ Minh Đốc. Anh làm video về con dê không? Con dê thật sự là mình cũng thôi, dê thì để cho người khác làm đi, bởi vì mình thấy một số chạy một số cái kênh về dê kỹ thuật rất là tốt và họ cũng chăn nuôi luôn đấy. Thì dê thì để cho người khác làm đi. Mình thì chủ yếu là về tư vấn về trâu bò lợn gà thôi. Dơm mủ tươi có cốt tốt không anh? Dơm thì chủ yếu cho ăn khô thôi. Chứ còn thật sự là bây giờ cần gì phải ủ chua làm gì nha. Chào Thúy Nguyễn ạ. Bạn bác chị Thúy Nguyễn vừa lên đây à? Nguyễn Thúy vừa lên đây à? Vừa lên thì em chuẩn bị nghỉ rồi. Hôm nào anh em mình đi tham quan mấy trại nhé anh Hoàng. Đang chờ tiền, đang không có tiền để mua xe đây các bác. Bây giờ thật sự là đi xung xung quanh đây đâu bác, bởi vì là bây giờ hiện tại thì mình đang không có xe để đi qua các trại, thì đang chờ tiền để mua xe, mua cái xe mới đi đi được các trại và đi tham quan với cùng các trại được. Ngày xưa thì nhiều bác đến đây là mình toàn đưa đi tham quan, nhưng bây giờ chẳng có xe, thế là bây giờ cụt chân hết. Thôi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi nhỉ. Thì để hôm sau mai kia mình sẽ có cái video về các bác muốn là chủ đề ngày hôm sau là như thế nào. Ôi Bắc Giang mình quen nhiều nhiều lắm. Thôi hôm nay cái video mình chỉ cái đến đây thôi. Thì chúc các bác ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Và các bác đừng quên like video và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh HLT Channel nha. Và nếu mà bác nào mà có vấn đề gì thì các bác cứ điện thoại với số ở trên màn hình này 0917 542 558. Có khó khăn gì về kỹ thuật mọi thứ thì alo cho mình. Còn nếu mà giả sử như là các bác mà có cái gì đó, giả sử như là thiếu cái gì về thuốc thang hay là đá liếm hay là canxi bo hay là kỹ thuật ủ chua, bao bố ủ cỏ, men ủ cỏ, nói chung là tất cả dụng cụ và thuốc trên châu bò thì hiện tại thì Hoàng cũng đang cấp. Các bác có gì thì ủng hộ cửa hàng nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể các bác.